cho thế giới, Tổng thư ký NATO muốn làm thống đốc Ngân hàng Trung ương Na Uy. Kinh tế Afghanistan tiếp tục ảm đạm, tiền nội tệ mất giá. 60% doanh nghiệp Nhật ở nước ngoài có lãi trong năm 2021. Tại Việt Nam, kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ tăng gấp 3 so với năm 2010. Thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2021, hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế, mở đầu là phần tin thế giới. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cho biết ông đã nộp đơn vào vị trí thống đốc Ngân hàng Trung ương Na Uy. Đối thủ của ông là đương kim phó thống đốc Warren Bach. Cả hai đều được chính phủ Na Uy khuyến khích ứng tuyển. Trong thông báo, ông Stoltenberg nói Bộ Tài chính đã liên lạc với tôi hồi tháng 11 và hỏi liệu tôi có quan tâm đến vị trí này không. Đó là công việc tôi thấy rất hứng thú và có động lực. Công việc mới sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cần hoàn thành nhiệm kỳ Tổng thư ký NATO đến tháng 9 cùng năm. Trước khi là người đứng đầu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, ông từng là Thủ tướng Na Uy trong giai đoạn 2000-2001 và 2005-2013. Ông cũng từng là Bộ trưởng Tài chính và một chuyên gia kinh tế dày dặn kinh nghiệm. Việc ông Stoltenberg ứng cử vị trí thống đốc Ngân hàng Trung ương Na Uy đã dẫn đến một số phản đối từ các chính trị gia đối lập. Họ cho rằng điều này làm giảm tính độc lập của cơ quan điều phối nền tài chính của quốc gia. Chính phủ Israel mới đây tiếp tục gia hạn lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh thêm 10 ngày nữa, có nghĩa là kéo dài tới ngày 22 tháng 12, lý do là vì nước này lo ngại về biến thể Omicron. Theo đó, tất cả người nước ngoài không thể nhập cảnh Israel trừ lý do đặc biệt. Người dân Israel về nước thì phải cách ly bắt buộc ít nhất 3 ngày nếu đã tiêm chủng và 7 ngày nếu chưa tiêm chủng. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp xuyên đêm của nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Naftali Bennett và Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz. Lệnh cấm mới tiếp tục là một đòn giáng vào kinh tế Israel, nhất là những lĩnh vực như hàng không, nhà hàng khách sạn và du lịch lữ hành, khi họ đang hy vọng sẽ có một mùa làm ăn lạc quan vào dịp cuối năm, với hàng loạt ngày lễ lớn như Giáng sinh và Tết Dương lịch. Được biết, hàng ngàn khách đặt tour đi Israel trong dịp này đã phải hủy chuyến, gây ra thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp. Kinh tế Afghanistan tiếp tục rơi vào khủng hoảng sâu khi đồng nội tệ nước này chỉ trong một tuần vừa qua đã mất giá thêm 25% so với đồng đô la Mỹ. Giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực và nhiên liệu liên tục lên cao. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, kinh tế nước này trong năm 2021 có thể tăng trưởng âm tới 20%. Từ khi Taliban tiếp quản chính quyền vào giữa tháng 8 vừa qua, đồng nội tệ Afghani của Afghanistan đã giảm gần một nửa giá trị so với đô la Mỹ. Điều này khiến cho thị trường chợ đen đồng đô la phát triển mạnh. Một quan chức tài chính nước này cho biết sự khan hiếm đồng đô la đã diễn ra ở nhiều lĩnh vực. Đồng đô la gần như biến mất tại nhiều giao dịch. Trong một động thái mang tính kết nối mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cho phép người dân nước này được gửi kiều hối về Afghanistan và đảm bảo các luồng tiền được di chuyển một cách an toàn. Tuy nhiên, 9 tỷ đô la tiền của chính phủ Afghanistan trong các ngân hàng Mỹ vẫn bị đóng băng. Nó chỉ có thể được giải phóng nếu chính phủ Afghanistan cải cách thực sự, nhất là có chính sách bình đẳng với phụ nữ và trẻ em. Chính phủ Philippines mới đây đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 lên từ 5 đến 5,5% thay vì 4% như trước. Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2022 là khoảng 7 đến 9%. Lý do có sự thay đổi này là mức độ bao phủ vaccine của Philippines đã cao, các cộng đồng doanh nghiệp có đủ sự an toàn để mở cửa trở lại, nhất là trong những tháng cuối năm. Nếu tiếp tục đà tăng như hiện nay năm 2022, tình hình hoạt động của nền kinh tế có thể trở lại ngang với mức khi COVID-19 chưa xuất hiện. Tuy nhiên, chính phủ Philippines cũng đánh giá lạm phát và thâm hụt ngân sách vẫn là những đe dọa lớn. Năm 2021, ước tính thâm hụt ngân sách sẽ chiếm khoảng 8,2% GDP, nguyên nhân bởi chính phủ phải chi quá nhiều tiền để đối phó COVID-19. Trong khi tiền thu thuế giảm vì nhiều doanh nghiệp đóng cửa. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hải ngoại của Nhật Bản mới đây cho biết khoảng 60% doanh nghiệp nước này làm ăn ở ngoại quốc báo cáo tình hình tài chính trong năm 2021 là có lợi nhuận. Mặc dù tỷ lệ này khá thấp, nhưng cũng là bước tiến lớn nếu so với năm 2020, con số chỉ là 48%. Nguyên nhân bởi bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2021 đã sáng hơn năm 2020. Các chính phủ và hiệp hội doanh nghiệp đã thích ứng tốt hơn với dịch bệnh. Tính theo khu vực năm 2021, các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn ở ASEAN báo cáo chỉ có 57% có lợi nhuận, tại Hàn Quốc 85% có lợi nhuận, tại Trung Quốc là 72,2%, tại Đức là 66,3% và tại Mỹ là 59,2%. Số liệu từ thống kê khảo sát được tiến hành với 18.932 công ty Nhật Bản đang làm ăn ở 82 quốc gia và lãnh thổ.
Tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới Toyota mới đây cho biết họ đặt mục tiêu sẽ bán được 3,5 triệu xe điện vào năm 2030 để đẩy mạnh việc cắt giảm khí thải CO2 ra môi trường. Để đạt được mục tiêu trên, họ sẽ đầu tư 70 tỷ đô la phát triển xe điện từ nay đến năm 2030, với khoảng 30 mẫu xe sẽ được đưa ra thị trường toàn cầu. Chủ tịch Toyota là ông Akio Toyoda mới đây cho biết trong một cuộc họp báo rằng mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính của chính phủ Nhật nói riêng và toàn cầu nói chung là rất quan trọng trong việc ngăn trái đất nóng lên và giảm các thiên tai. Vì vậy, Toyota sẽ tham gia mạnh mẽ vào tiến trình này. Toyota muốn đa dạng các sản phẩm ở nhiều thị trường khác nhau để tăng sự độc lập của mình. Toyota cũng sẽ đầu tư gần 20 tỷ đô la để phát triển bình ắc quy cho xe điện. Trước mắt là cung cấp cho các dòng xe mà Toyota sẽ và đang sản xuất. Chủ tịch Toyota nói tiếp và kết luận, chúng tôi nghiêm túc phát triển xe điện, xe đa năng chạy điện, lẫn xăng dầu và cả xe chạy bằng khí ga. Mở đầu phần tin trong nước là các thông tin hợp tác song phương. Mới đây trong diễn đàn cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới hậu Covid-19, Bộ Công Thương cho biết Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 17 của Ấn Độ trên toàn cầu và lớn thứ 4 trong khu vực ASEAN. Thương mại song phương giữa hai nước đã tăng gần 3 lần trong 10 năm qua, từ mức là 2,7 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên mức trên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Riêng 10 tháng đầu năm nay, thương mại hai nước vẫn tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ. Tại diễn đàn, các chuyên gia đã đưa ra nhiều nhận định đánh giá về quan hệ thương mại Việt Nam-Ấn Độ và chỉ ra những lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác giữa hai quốc gia. Hai bên kỳ vọng thương mại song phương sẽ đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 khi hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định chuyển đổi số là xu thế, đòi hỏi, yêu cầu khách quan của sự phát triển, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc, đặc biệt là chuyển đổi số trong nông nghiệp. Bộ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách, cơ chế quản lý, điều hành để thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng số hóa, xây dựng nông thôn mới thông minh trên cả nước. Trước mắt, Ban chỉ đạo sẽ xem xét thử nghiệm, triển khai sáng kiến mỗi người nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, góp phần tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản Việt. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp còn được xem là động lực quan trọng để Việt Nam phấn đấu gia nhập nhóm 15 quốc gia nông nghiệp lớn nhất thế giới. Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức kỷ niệm 20 năm hội nghị bàn tròn Nhật Bản. Tại sự kiện này, hai bên đã cùng nhìn lại kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế suốt hai thập kỷ qua. Tính đến cuối tháng 11 năm 2021, tổng số dự án của nhà đầu tư Nhật Bản tại thành phố là hơn 3.200 dự án. Tổng vốn đầu tư đạt 7.419 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ gần 11% tổng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Nhật Bản hiện đứng vị trí thứ tư về tổng vốn đầu tư trực tiếp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các lĩnh vực tập trung như là công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ. Chính quyền thành phố cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên phát triển nhanh và mang lại lợi ích bền vững cho các bên. Mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nguồn tài chính đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam lại ghi nhận mức tăng cao nhất từ trước đến nay với hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại chương trình dấu ấn TechFestWise 2021 diễn ra vào ngày 14 tháng 12 vừa qua. Chương trình dấu ấn TechFestWise 2021 là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2021 lần thứ 7 và tuần lễ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh WISE được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các bộ ngành, đơn vị liên quan đã thu hút sự tham gia của hàng trăm tổ chức, đơn vị trong hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Xác định việc thay đổi để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã trở thành điều kiện tất yếu của cuộc sống trong trạng thái bình thường mới. Từ đó, các giải pháp khoa học công nghệ, dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam đã ngày càng phát triển, mở rộng và mang tính ứng dụng cao trong giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội, đồng thời cũng đã tạo được nhiều dấu ấn đáng tự hào. Hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ đã được ghi nhận đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, cao nhất từ trước đến nay. Trong hệ sinh thái, sự tham gia của các chủ thể ngày càng tích cực và đã có sự tăng trưởng tốt về số lượng. Cụ thể, hiện có khoảng hơn 1.000 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có 202 khu làm việc chung,
217 quỹ đầu tư, nhà đầu tư, 79 cơ sở ươm tạo, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Phát biểu trong sự kiện tại đầu cầu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố. Với vị thế là một trong những thành phố lớn nhất của Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thu hút nhiều hơn các nguồn lực xã hội, với số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đang hoạt động trên địa bàn ước tính khoảng 2.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 50% số doanh nghiệp trên cả nước. Trong đó, số doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin chiếm khoảng 65%. Năm 2021 là một năm hoạt động tích cực của hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút được các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 60% lượng vốn và 70% thương vụ của cả nước. Trong chương trình cũng đã diễn ra diễn đàn đối thoại cấp cao với chủ đề Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 2021. Tại đây, các nhà quản lý và chuyên gia đã đưa ra các chính sách, ý kiến để gợi mở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chủ yếu tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn tài chính, huy động nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Có thể nói chuỗi sự kiện TechFest 2021 không chỉ mang đến thông điệp về vai trò của nhà nước về kiến tạo, giữ lửa cho cộng đồng đổi mới sáng tạo trong những lúc khó khăn như hiện nay, mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Với thế mạnh về khai thác và chế biến thủy sản xuất khẩu, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh Phú Yên đã tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. 4 cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên được duy trì hoạt động tốt với sản lượng qua bến tính lũy kế từ đầu năm đến nay đạt khoảng 10.000 tấn. Sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác khác thông qua cảng cũng đáp ứng được chuỗi cung ứng tiêu thụ. Theo đó, lĩnh vực chế biến xuất khẩu tỉnh Phú Yên đang từng bước phục hồi tốt. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của tỉnh ước đạt 18,4 triệu đô la Mỹ, tăng 4% so với tháng trước và tăng 19,5% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu thủy sản chiếm hơn một nửa. Để giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên ra mắt cẩm nang Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về thị trường này để có phương án sản xuất phù hợp. Tỉnh Điện Biên và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa thống nhất kế hoạch khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên trong tháng 1 năm 2022. Mục tiêu đặt ra là đến tháng 8 năm 2023 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp 1, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Quy mô khu bay gồm đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Khi dự án hoàn thành, sân bay Điện Biên sẽ được nâng công suất khai thác từ 300.000 hành khách một năm lên 500.000 hành khách một năm. Việc mở rộng sân bay Điện Biên nhằm bảo đảm khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, thay vì chỉ khai thác máy bay loại nhỏ ATR-72 hoặc là Embraer-190 như hiện nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kinh tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.